bật chế độ lọc ánh sáng xanh trên máy Samsung Tab A8207 ha. Các bạn vô một cài đặt nha. Vô một màn hình, nó có một màn hình bảo vệ mình vô cái mục là lọc ánh sáng xanh. Các bạn bật lên. Khi bật lên thì các bạn sẽ thấy là cái phần màn hình mình nó sẽ mờ đi. Nó chỉ là cái ánh sáng vàng thôi. Đó, có thể định cái độ mờ này theo cái màn hình ha. Ngoài ra thì nó có phần bật theo lịch nè. Đó, bấm OK. Bật theo lịch này thì từ hoàng hôn tới bình minh. Hoặc là lịch biểu là giờ bắt đầu hoặc là kết thúc. Và bấm cái cài đặt giờ. Đó, chọn cái giờ nhất định, ví dụ là bắt đầu là khoảng 20 giờ đi. Bấm hoàn tất. Sau đó bấm kết thúc. Kết thúc là nó khoảng 6 giờ hoàn tất ha. Rồi, thì khi đó nó sẽ đúng thời gian mà 19 giờ hoặc 20 giờ bạn nào có hay thói quen đọc sách á thì bật nó lên. Rồi sau khi kết thúc là đúng 6 giờ sáng nó sẽ bật lên trở lại chế độ bình thường. Rồi, cảm ơn các bạn.